bề trên phù hộ, bốn con giáp bỗng trúng số độc đắc, đổi đời giàu sang, tiền vàng ngập két, đúng 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, từ đầu năm đến giờ, những con giáp này đã bị cuộc đời vùi dập, vận đen, đeo bám liên miên, khổ tận cam lai, ra đường thì mất tiền, tình yêu thì đổ vỡ. Bị người thân hiểu lầm, bạn bè xa lánh. Thế nhưng, chỉ cần bước sang 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7 tới đây, cuộc sống của các bạn cũng sẽ bước sang một cái trang mới. Vận xui nó đi qua, vận may nó có ùn ùn kéo đến. Làm gì cũng được thuận lợi, may mắn và thành công. Tiền bạc thì ùn ùn kéo về như lũ. Vậy thì đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng ta biết trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7, nó sẽ rơi vào ngày 13 tháng 1 đến ngày 15 tháng 1, tức là nó sẽ rơi vào từ nay đến Tết Nguyên Tiêu, rằm tháng Giêng. Đó. Và con giáp may mắn đầu tiên mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn không ai khác, đó chính là những người tuổi Sửu. Thưa quý vị, nói chung với những người tuổi Sửu được cục diện là tam hợp, nó nâng đỡ, nó che chở, nên là công việc của những người tuổi Sửu trong thời gian này cũng sẽ rất khá là hanh thông thuận lợi. Nói chung tiến độ dù không quá nhanh nhưng mà các bạn vẫn đang phát huy được cái thế mạnh của bản thân rất là tốt. Cơ hội thăng tiến cũng rất là ổn định. Những người tuổi Sửu nói chung là còn có thể có cơ hội gặt hái được nhiều cái thành tựu nếu mà vượt qua được cái tôi của bản thân. Trong 3 ngày tới, nói chung ấy, những người tuổi Sửu có thể đón nhận cái lộc trời ban, tiền bạc nó cũng ùn ùn đổ về túi. Dù không phủ nhận các bạn đang gặp may mắn, nhưng mà những gì mà các bạn nhận được bây giờ cũng là do công sức của các bạn đã nỗ lực bỏ ra trong suốt thời gian vừa qua. Công việc làm tốt nên là gì? Được hưởng những cái thành quả xứng đáng. Những người theo cái nghiệp kinh doanh buôn bán thì càng về cái thời điểm 3 ngày tới đây, cuối tuần ấy, thì nói chung ấy, lại càng có nhiều cái cơ hội làm ăn. Chỉ cần những người tuổi Sửu nắm bắt được cái cơ hội là gì? Có được cái lợi thế để phát tài phát lộc. Thêm nữa, lại được cục diện gì? Ngũ hành nó tương sinh. Nên là trong thời gian này, cái chuyện tình cảm của những người tuổi Sửu cũng khá là êm đềm và hạnh phúc. Con giáp này rất là hòa hợp với nửa kia của mình. Cho dù gặp phải những chuyện gì đi chăng nữa, thì các bạn cũng sẽ tâm sự và thảo luận nghiêm túc với người ấy để người ấy đưa ra những quyết định thống nhất, quan trọng. Đó. Cả hai đều gì cố gắng vun vén cho cái tình cảm của mình, nên là gì? Mọi sự sẽ được hanh thông thuận lợi. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên, quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu, đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai mà Tử Thông mới chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi Mão. Thưa quý vị, nói chung trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7, từ ngày 13 tháng Giêng đến ngày 15 tháng Giêng ấy, thì những người tuổi Mão sẽ đón nhận nhiều cái điểm sáng trong cái vận trình sự nghiệp của mình nhờ có thiên ấn nó che chở, nó giúp đỡ. Bản mệnh cố gắng hết sức mình, cuối cùng thì cũng nhìn thấy những cái thành quả trên con đường mà mình đã chọn. Có thể thấy cấp trên cũng đã nhìn thấy những cái khả năng của những người tuổi Mão và có ý định trao cho bạn những cái trọng trách, trao cho bạn thêm những cái thử thách mới. Bên cạnh đó, vận trình tài lộc của những người tuổi Mão trong thời gian này cũng đang ở cái mức ổn định. Con giáp này cũng không phải lo lắng quá nhiều về cái chuyện chi tiêu. Nếu mà chăm chỉ làm ăn ấy, tu chí làm ăn ấy, thì cái tài khí nó sẽ càng tích tụ được nhiều hơn. Chất lượng cuộc sống thì ngày càng được nâng cao. Tất nhiên ấy, vẫn có những cái việc mà bản mệnh cần phải chi tiêu, nhưng mà con giáp này biết liệu cơm gắp mắm, nên là không phải quá căng thẳng hay là lo lắng vấn đề gì cả. Thêm nữa, lại được cục diện ngũ hành nó tương sinh, nó cũng sẽ giúp ích khá nhiều cho cái chuyện tình cảm của những người tuổi Mão trong ngày hôm nay. Với những người đã có đôi có cặp thì trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7 ấy, là cái thời điểm tuyệt vời để quý vị có thể cải thiện cái mối quan hệ của mình ở cái thời điểm hiện tại. Có thể là một cái gợi ý của ai đó
mà các bạn sẽ nghĩ ra cách hàn gắn cái tình cảm vợ chồng của mình. Thì đây cũng là cái thời điểm lý tưởng để các bạn hẹn hò với những người độc thân để gì tăng cường cái cảm xúc tình cảm cho mình. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc thì những người tuổi Mão hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba trong cái ngày 3 ngày tới, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy ấy, không ai khác đó chính là những người tuổi Ngọ. Thưa quý vị, nói chung ấy, dưới cái sự che chở của cục diện tam hợp trong thời gian này, vậy nên công việc của những người tuổi Ngọ vô cùng là hanh thông thuận lợi, suôn sẻ. Các bạn sẽ đưa ra được những quyết định vô cùng là nhanh chóng và sáng suốt. Tinh thần làm việc của các bạn trong thời gian này cũng gì ngày càng lên cao, nên các bạn có thể dễ dàng giải quyết mọi việc đâu ra đấy. Có đầu có đuôi, được đồng nghiệp nể phục vô cùng và được bạn bè yêu quý. Không những vậy, cái vận trình tài lộc của những người tuổi Ngọ trong thời gian này cũng khá là vượng, khá là dồi dào. Những người tuổi Ngọ không cần phải lo lắng đến cái chuyện tiền nong, vì cơ hội kiếm tiền trong 3 ngày tới đây cũng rất là lớn. Cái vấn đề chỉ là gì, các bạn có kịp thời nắm bắt lấy hay không mà thôi. Nếu mà cảm thấy lúng túng thì các bạn có thể là gì, hỏi cái kinh nghiệm từ những người đi trước để đánh giá tình hình được chính xác hơn. Bên cạnh đó, cái chuyện tình cảm của những người tuổi Ngọ ấy thì cũng được nâng đỡ khá là nhiều. Con đường tình duyên thì được khởi sắc rực rỡ. Những người độc thân thì sẽ có thể tìm được những cái người phù hợp. Còn những người đã có đôi có cặp thì càng thêm thăng hoa trong chuyện tình yêu của mình. Con giáp này hãy tận hưởng những cái giây phút ngọt ngào, cũng như là cái sự vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh cái nửa kia của mình. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho những người tuổi Ngọ ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh ngộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ngọ. Đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo con giáp may mắn thứ tư trong 3 ngày tới, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, không ai khác đó chính là những người tuổi Mùi, những chú dê. Thưa quý vị, trong 3 ngày tới thì dưới cái sự xuất hiện của thực thần, những người tuổi Mùi có thể là yên tâm khi mà các dấu hiệu cho thấy tài lộc của các bạn đang không ngừng đổ về túi. Các khí nó đang vượng, các bạn có thể là đạt được những cái điều mà mình mong muốn mà không phải bỏ ra quá nhiều công sức. Tài lộc thu về đầy tay, thậm chí là gì, không có điểm dừng. Tuy nhiên, tài lộc tăng cao không có nghĩa là các bạn được sử dụng tiền một cách bừa bãi. Quý vị cũng cần phải lưu ý đến cái chuyện chi tiêu. Đừng có thấy tiền kiếm được dễ dàng mà chi tiêu phóng khoáng quá mức, hoặc là phung phí quá mức những cái đồng tiền mà mồ hôi nước mắt của mình đã kỳ công đã vất vả từ trước đó. Bên cạnh đó, cái chuyện tình cảm thì nó được cục diện là ngũ hành tương sinh, nên là những người tuổi Mùi cũng sẽ vô cùng hào hứng khi mà con đường tình duyên luôn được gì khởi sắc rực rỡ. Tâm trạng phấn chấn, phấn khởi là cái điều mà những người tuổi Mùi không thể giấu được. Những người độc thân thì có cơ hội gặp gỡ được cái đối tượng tâm đầu ý hợp, còn các cặp đôi thì ngày càng yêu thương nhau thắm thiết và mặn nồng hơn. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn cho những người tuổi Mùi, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên cạnh sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung khắc, những thị phi, những cái hạn tiểu nhân ám hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến đối với những người tuổi Mùi. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mùi nhé. Tiếp theo con giáp may mắn thứ năm trong 3 ngày tới, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, không ai khác đó chính là những người tuổi Thân. Thưa quý vị, nói chung trong 3 ngày tới thì những người tuổi Thân được cục diện lục hợp nó che chở, nó nâng đỡ. Vậy nên những người tuổi Thân sẽ có một cái ngày làm việc nhẹ nhàng và năng suất hơn. Bản mệnh sẽ giải quyết công việc một cách khá là ổn thỏa. Chỉ cần hoàn thành nốt những cái việc đang còn dang dở thì quý vị cũng sẽ đạt được những cái thành tích cực kỳ lớn lao. Và trong 3 ngày tới có thể coi là một cái thời điểm mà có vô số cái may mắn nó dồn dập nó đến với những người tuổi Thân. Bên cạnh đó thì cái vận trình tài lộc của những người tuổi Thân cũng khá là lý tưởng.
Có thể nói con giáp này thì cũng không cần phải quá lo lắng gì về vấn đề tiền bạc. Cái cát khí nó đang nâng đỡ. Vậy nên may mắn nó luôn ở bên cạnh những người tuổi thân. Những người tuổi thân làm đâu thì thắng đó, tiền thu về để túi, tài lộc thì nó cũng ùn ùn đổ về nhà. Cuộc sống của bản mệnh cũng trở nên là gì, dễ thở hơn và thoải mái hơn trước rất là nhiều. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cục diện ngũ hành nó xung khắc, vậy nên là trong khoảng thời gian này thì những người tuổi thân lại phải đối mặt với nhiều cái vấn đề trong chuyện tình cảm hoặc là các mối quan hệ với mọi người xung quanh. Những người độc thân thì mệt mỏi trước những cái lời dục dã của người thân trong gia đình. Con giáp này không biết phải làm sao để có thể thoát khỏi cái tình trạng này khi mà cái nhân duyên nó vẫn chưa đến. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho những người tuổi thân ấy, quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân, tí, thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thân. Đó là con giáp may mắn thứ 5. Tiếp theo con giáp may mắn thứ 6 trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7 ấy, thì không ai khác đó chính là những người tuổi Dậu. Thưa quý vị, những người tuổi Dậu được cục diện tam hợp nó nâng đỡ nên con đường công danh sự nghiệp của những người tuổi Dậu đang được rộng mở. Các cơ hội thăng tiến nó cũng cực kỳ tốt. Bản mệnh cứ thoải mái tận dụng cái kiến thức và cái kỹ năng của mình để mà tỏa sáng, giành lấy cái lợi thế cho riêng mình. Nhất là những người đang làm quản lý lãnh đạo ấy, thì đây cũng là cái thời điểm mà có thể là gì, có được cái uy quyền và có được cái vị thế, thể hiện cái vị thế của mình. Thêm nữa là cái vận trình tài lộc của những người tuổi Dậu cũng khá là thuận lợi, hanh thông. Nhân cơ hội này thì bản mệnh có thể là gì, phát triển công việc, mở rộng cái quy mô đầu tư kinh doanh, tăng thêm cái nguồn thu nhập cho mình. Đặc biệt khi các nguồn thu nó dồi dào thì quý vị cũng nên là gì, cũng có một cái túi tiền khá là rủng rỉnh, cũng không phải nghĩ ngợi nhiều trong chuyện tiền bạc. Thêm nữa, trong thời gian này lại có các khí nó hỗ trợ, nó giúp cho những người tuổi Dậu cũng hóa giải được những mâu thuẫn giữa vợ chồng hay là gì, các cặp đôi đang còn yêu nhau. Với những người độc thân thì quý vị cũng đừng quá mải mê với công việc mà buông lơi hay là các mối quan tâm khác. Tốt nhất là quý vị cũng nên cân bằng cái sự nghiệp và cuộc sống để gì được may mắn hơn. Vì thế để gia tăng thêm cái vận may cho mình ấy, thì những người tuổi Dậu hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu. Đó là con giáp may mắn thứ 6. Thưa quý vị, như vậy là trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7, tức là từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 15 tháng 1, chúng ta sẽ có 6 con giáp may mắn được lộc trời cho, giàu sang phú quý. Đó là những tuổi sau. 1 là tuổi Sửu, 2 tuổi Mão, 3 tuổi Ngọ, 4 tuổi Mùi, 5 tuổi Thân và 6 là những người tuổi Dậu. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.